Tôi sợ người ta bắt dông đó. Dạ, yeah. Làm gì? Bắt cái gì? Bắt dông. Dông ở đâu? Bắt dông hả? Là sao mấy em không hiểu? Tức là sợ thầy bà hả? À. À. Sợ thầy bà ha. Ồ, lâu quá, đi lâu quá bụi hả chị? Ồ, ở nhà chùi dọn dẹp tiếp mẹ chị cũng tốt á. Anh em cũng đưa chị Tiền về tới nhà gặp mẹ rồi. Thì niềm vui của mẹ cũng rất là mừng, khóc luôn đó khán giả. Thì Lê Thanh cũng sẽ gửi 500 ngàn của chị Ấn Danh ở Pháp cho cô để dành mua thuốc cho chị Tiền uống. Và dạ, tại vì tôi từng sống với mẹ tôi, tôi sẽ tin tưởng cho mẹ tôi. Của chị Ấn Danh ở Pháp nha. Con dâu của... con dâu của ông cậu Bảy. Ờ, cậu Bảy của chị hả? Dạ. Con đi ra ngoài đi con. Mở đi bắt nó về đó. Mấy chú này bắt đưa về đó. Gặp nó liên hệ. Rồi, nó bằng đi, nó la gửi chạy hỏi thằng anh. Trời ơi, nó ở hỏi thằng nó lên cơm. Ai khắp lên luôn ngủ rồi đó. Dạ. Mình là gì với chị Tiền nè con? Nó là cũng như em dâu. Em dâu. Con của người cậu Bảy. Con dâu của cậu Bảy á. Chỉ là nghe người ta cũng nhiều người đồn quá là chỉ đi là nhiều người người ta lấy chị á, thật sự phải vậy không hay là bởi vì nó khùng đó. Dầu hiếp dâm nó có chữa liền liền. Nhưng mà hiện tại là ba đứa này là ba đứa của con một người thôi à. Cũng không biết con đổ lỡ cái nhà chứ không mà con mà nguyên mà nó ngay á thì con giống bên nậu nó lắm. Đứa đó thì cũng giống bà nậu. Giống lắm. Đi. Thôi nghe nói là ba đứa này là đều con của chị hết mà. Thì con đó thì nó về á học cách mà nó không có khùng á thì tôi nói á là về nhà bán số bán đồ á thì cũng đưa cho bà vợ chồng mua cá, mua mắm, mua gạo, mua sốt đồ ăn vậy. Dạ. Giờ tới mà nó lên cơn khùng thì nó đi vậy mà nó ngay anh chồng đồ cũng đi kiếm về mấy lần rồi đó. Rồi vậy là chỉ là đi mấy lần rồi đó. Trời ơi nó đi quay ha, dầu đi kiếm về dầu cái kêu á uống thuốc tâm thần đồ vô á thì nó uống á thì nó hết. Nó ở nhà còn mà nó không có thuốc uống á thì nó vậy mà mỗi lần uống thuốc á là nó 100 mấy lần đó. Dĩ thuốc của nó 100 mấy lần đó. Rồi hôm đó tôi đi chợ cái gặp ấy phà tôi nói vậy. Bây giờ mợ vậy gì mà phẻ hả, nó nói hả chị ơi uống thuốc đó có tiền á thì em uống á là một dĩ tới 100 mấy em mới hết, còn không có tiền uống thì nó vậy đó. Rồi nó ngay đi xuống dưới bến đò, xuống đò nó cởi vậy đó thì người ta đi đò người ta cũng thấy nó cởi cho 500. Rồi cái nói nè cưng ơi 500 này nè cưng, về cưng giấu chồng đi nghe đừng ra cho nó uống dụ, cưng mua thuốc cưng uống già già. Nó ngay học cấp mà nó không có tâm thần nói già già không à. Được lắm, ở lên cơn dầu á là nó chữ. La lắm. Quên đây nè. Thích quên này. Vậy là lúc mà chỉ bình thường là chỉ rất là hiền sao con? Nó hiền khô hả? Mà lúc mà không có tâm thần đó dầu nó đi bán số. Bán số dọn mua đồ ăn đồ uống về cho con nó về cho chồng. Mà lên cơn thì nó đi vậy đó. Trời ơi, mà chỉ thấy chị đi qua Châu Đốc mà chỉ bồng cái đứa con mà đi mà hình như là không nghỉ ngơi luôn, nó đi hoài. Đi hoài vậy đó. Giờ nó đi tới chừng nào mà nó mỏi mệt á là nó nằm. Nó nằm thí vậy đó. Giờ có giỏng á thì giỏng người ta văng đó thì nó trèo lên nó ngủ, còn không có giỏng thì nó nằm thí vậy đó. Giờ ngày hôm qua tôi kể cho bà vợ chồng nghe, tôi nói thấy nó vậy đó, nó không có bằng quần dài mà nhưng mà nó bằng cái quần lót. Dạ. Dầu ẩm con nó, dầu con nó ỉa dầu cái nó giục ngang cái quần luôn, nó ẩm nhở ở chuồng luôn. Yeah. Dầu báo khóc bà nói cô bắt nó về mấy lần rồi, bắt về thì nó tỉnh thì nó ở nhà mà hôn mà nó lên cơn gì nó đi dù kiếm ở đâu mà biết ở đâu giờ thì kiếm. Tôi nói là tôi coi ở trong này á là mấy chú nó lên trên mạng đó là nói ở đường cao tốc. Dạ yeah. Đường cao tốc là một của bên Châu Đốc. Dạ yeah. Thì coi trong điện thoại đó rồi nói đó mình nghe đó. Điều bà ngồi bà khóc mới ngày hôm qua nè. Ngày hôm qua kể cái này nè, bà lên ba ở nhà tôi nè. Thấy tội là tội đứa nhỏ mà nhiều khi á là ban đêm cái dục hết trơn hả, có đâu mà bạn sợ ban đêm ban hôm á, nhất là cái thời buổi bây giờ là cái sốt xuất huyết á nó rất là nhiều. Mình sợ là ngủ mà chỉ thì chỉ bị như vậy rồi. Rồi tôi ôm đứa cho con đứa nhỏ đó. Đúng rồi, nhiều khi nó sốt một cái là mệt á. Ngày hôm qua mà 7 tôi mới nói tụ nghiệp cho nhỏ đó.
mà giờ bắt lại ra thì nó đâu có cho bắt đâu. Đúng rồi, nó ôm con nó cứ ngắt gì đó, không có tiếp cận gần được chị luôn, lại chị chữ còn thôi. Chữ quá trời luôn. Như cô ơi, con hỏi là cũng như mấy lần trước là cô chỉ tự đi rồi tự quay về hay gia đình qua là có khi là nó tự nó đi rồi nó hết rồi nó quay về. Có khi là bên chồng nó, anh chồng nó đi kiếm bắt về. Nó như vậy đó. Vậy là cũng là cái thời điểm mà chị đi là cũng mấy đợt gì? Mấy đợt cậu? Nhiều lần. Có đợt nào là chị tự tìm về nhà không? Có. Thì nó hết thì nó quay về đó. Giờ có khi đi ở dưới gì dưới đó, giờ mấy ông công an đó cũng điện về. Dầu mình mới mà nhắn tin như máy đó, mình nói bây giờ không biết đường đâu bắt, giờ mấy chú đem vô trong mà cái nhà thương tâm thần á, người ta cũng có đem vô đó nữa. Có đem cái hết dầu cái bắt đầu cái người ta thả nó về. Mà ăn uống gì thấy khổ quá, nó nhỏ quá trời. Nó đi tùm lum hết trơn á. Vì là cái đợt này là chỉ đi là chỉ không còn biết mà để tìm được. Không mà không còn biết luôn mà bận quần lót luôn đó. Cái mấy lần trước thì nói ngay bận đồ cũng mình bình thường gì mà đi thì nói xàm vậy thôi. Chữ mắng thì có. Mà không có mà ở chuồng ở chặn, nhưng chặn này. Chặn này là ở chuồng ở chặn luôn. À, quá hút luôn á. Nắng quá nắng. Thật nắng quá mà nó đi đó. Thì anh em con đi sau khi mà tiếp cận mà gặp chị đó thì thấy trên mình chỉ là chị bận chỉ có một cái bộ đúng đồ rồi thôi, chứ không có bộ đồ thứ hai. Thì bận có bộ đồ đi quậy đó. Thay dầu. Gì? Nó kỹ lắm. Chị bằng thờ luôn hả? Nó mà cái không có gì kỹ. Vậy cái diệu là liền. Nói chung gần người thân á, chị nó sẽ diệu rồi. Ừ. Để rồi mình quay giờ đẹp chị ăn uống rồi. Rồi nó cũng khỏe khỏe, nó đợi giờ nó thở gì chị tiền. Lâu quá đi, lâu quá bụi hả chị? Ở nhà chùi dọn dẹp tiếp mẹ chị cũng tốt á. Nhà cửa chị tiền cũng sạch sẽ. Cái hình đó là của ai vậy Tiền? Ông nội à. Ông nội hả chị? Bên đây là ba hả? Bên đây chắc cha quá. Đây cha nè. Chỉ biết dọn dẹp quá nè. Tính ra là chị sau khi mà chị khỏe lại là chị cũng dọn dẹp nhà đây con. Dạ dọn dẹp đồ làm giặt cho mẹ đồ được lắm. Nấu đồ ăn cho mẹ ốm quá, mẹ ăn cứ vừa ăn đi mẹ. Cũng thương mẹ quá nè. Con cái là bị bệnh nhiều lúc rồi không có kiềm chế được ha, đi hoài. Ở nhà lau bàn thờ, đầu dọn dẹp tiếp mẹ chị cho mẹ chị khỏe. Tôi nói ăn nghe là tôi lơi đó xứ của quê tôi mà anh đừng có xen vào chuyện của tôi sợ người ta bắt dông đó. Dạ, yeah. Làm gì? Bắt cái gì? Bắt dông. Dông ở đâu? Bắt dông hả? Là sao mấy em không hiểu? Tức là sợ thầy bà hả? À. Sợ thầy bà ha. Mà trong mình chị có gì không? Không, không có ha. Chỉ là bệnh thôi ha. Chị biết chị bị bệnh không? Tôi biết. Bệnh gì chị, bệnh gì? Bệnh nghe chứ. Bây giờ bệnh của thằng bà tôi hơi khó nói lắm á. Hỏi hoài tôi bực bội lắm. Hỏi nhiều bực bội ha. Tiền cho nó là một ngày bác sĩ giữ giùm là 50 ngàn, trong khi mình về bán phòng dịch
Đó luôn cũng thăm con gì. Xuống khóc, thằng Mỹ nói mẹ mẹ, mày giúp con về đi, con nhớ con quá, giúp về cái bắt đầu nó bỏ thuốc bệnh lên vậy hoài, kiếm tiền không à. Cái mấy người em nó thấy nó cũng khóc nữa, chưa có mặn được kịp tiền về đó, thành ra nó lại bỏ đi. Bỏ nó hỏi em, thương em lắm, đậu từ gạo về đặng nuôi em hồi nhỏ tiếp mẹ, cha chết đó rồi. Hồi đó nó có mười mấy tuổi, lên tới 24 tuổi nó mới tiếp mẹ không, lỡ đợi 9 năm. Gì đó hả? Ở đợi 9 năm. 9 năm rồi đó, phát lên bệnh. Cô ơi, chị Tiền này là thứ hai hay là thứ mấy? Thứ ba, thằng anh trai nó. Còn anh trai nữa? Anh trai nó cũng khổ, vợ bỏ rồi, cũng đi mượn. Anh hiện tại là anh ở đâu? Ở Bình Dương chứ đâu. Tết có về? Chứ có về chứ không, không có tiền về, hôm nay thất nghiệp. Hồi nãy con có nghe chị Tiền nói là mấy đứa em đó, mà đứa em gái đó là chắc là do chị bệnh chị nói vậy thôi, chứ thật sự ra là gia đình mình là ba trai một gái hay là hai trai một gái, hai gái, bốn người, hai trai hai gái. Dạ. Còn em nó nữa, mấy đứa nhớ nữa mặn, rồi nghe lên vậy đó nó khóc, nó nói thôi giờ mẹ có dược gì chỉ em cái bệnh viện đi, bây giờ Tết thì sao em kịp. Giờ cho uống thuốc cầm chừng. Uống thuốc cầm chừng đi, rồi qua Tết thì tính. Giờ thuốc trong khi nó còn à, để một chút cho nó uống viên kia với viên nọ, viên bự, bự với lớp nè. Nửa viên đó với viên trắng kia. Sáng cỡ 8 giờ thì cho uống một lần, chiều cỡ 7 giờ tối cho uống một lần. Là hai cử, ngày hai cử mới được. Uống mà không đúng cử là nó lên thế là. Vậy là một ngày uống là phải hai cử. Dạ, cô ơi, một lần gì đó lấy thuốc đó là một tháng như là bao nhiêu tiền? Cái tiền thuốc đó là thuốc bảo hiểm hay là thuốc tư? Thuốc tư bữa đó là mình lấy là một triệu mốt rồi. Còn thuốc bảo hiểm bệnh viện lấy một tháng có 700 rồi. Là một triệu mốt là dạ. Một tháng đó ha. Dạ. Còn bữa mình đi á là chở là mình dắt nó xuống là mình lấy thuốc đó, là có 700 ngàn. Chú ở dưới nhà thương bầu á là cái sổ nó còn đó, còn giữ chứ. Bởi vì mình trị bệnh cho nó là trong bàn tay của mẹ đó mà. Nó hết bệnh nó khóc đó. Nó nói nó không biết bệnh làm sao mà làm gì. Khóc ở dưới hai mẹ con khóc. Khóc tiền nha. Dạ. À, thì thưa cô, thì theo cô là mình nghĩ là chị phải là bệnh gì không? Ở dưới bác sĩ nói là bệnh suy nghĩ quá, suy nhược thần kinh. Suy nhược thần kinh. Dạ, suy nhược thần kinh tại bác sĩ đó. Bị dình chạy nhà thương công lãnh có nè, nửa tháng là nhà thương ông bầu là ở một tháng 10 bữa cũng dở lắm nữa. Cái chạy về đi bán một dịch cái gì ở sớm á, một dịch người ta nuôi gì nè, đẻ điếm cái lờ thì lấy đi, cái vốn gì trả cho nó gì đó, mình thi cho hộp mớp cũng bảy đó, cái mình bán thêm để dành là tới 5-10 ngày mình xuống là thăm mua cơm mua này thêm vô cho ăn. Ở dưới bác sĩ là ngày 50 ngàn cho số điện đó. Cái xuống có cái tỉnh mà mẹ con nhớ nhà, nhớ con quá à. Mẹ cho con nói với bác sĩ anh giấy tờ cho con về. Khóc dữ lắm. Mới đem nó về đó. Đem về đó. Tỉnh vậy ha. Con đậu con thuốc mà mơ đó. Tỉnh à. Bà bệnh cũng điếm 20 số đi bán cái tiền không à. Con đừng đi kiếm đâu, con ở nhà đi mẹ đi. Nấu cơm nấu nước cho con ăn. Cũng có ăn mẹ con ăn nhiêu đâu. Để cho em mẹ làm đi. Từ từ cũng cho tiền con thuốc. Đi kiếm tiền không à. Nó tỉnh là bắt đầu đi nữa à. Vậy là đó là ở đợi 9 năm mà để lo cho em ha. Dạ, 9 năm luôn á. Mà dốt luôn á, không biết chữ luôn á, không biết một chữ luôn á. Vậy là đó giờ chỉ có đi học hả? Không. Lớn không có đi học luôn hả? Không có đi học luôn. Cha chụp qua chết đi ở đợi không mà. Từ ngày 13 tuổi cầm tay bong bóng bán đậu nước tới đây nè. Về nuôi em, tiếp mẹ nghèo, dầu dầu bán đi làm hồ quá. Cái ông uống rượu, ông bị phổi chết rồi đó. Chết nó cũng đi tiếp mẹ đi lại bệnh viện nặng nuôi cha nó chết rồi, nói mẹ ơi ba chết rồi, chết ở trên cái đầu ổng là trên cánh tay nó vậy đó hả. Dạ. Cái đầu của ổng là trên cánh tay của này. Nói thôi con ở đây với ba nha, mẹ đi về mẹ nấu nồi cháo chứ không có lắp khô éo mà chạy lại thì nó đi về có 6 giờ chiều. Dạ, 6 giờ chiều hỏi gì vậy con. Nói mẹ ơi ba mất rồi. Cấp đó mẹ con điếm hồn luôn. Ba mất rồi. Em nó mới lớn nè. 20 năm rồi.
là tính ra là chị Tiền chị cũng thương gia đình, thương mẹ, thương cha, rồi thương mấy đứa em ở đợ để nuôi. Ở đợ để nuôi 9 năm luôn á. 9 năm trời. Người này kia đó coi đâu có chịu. Người này kia đâu biết nhiêu không chịu đâu, không chịu có chồng đâu. Bằng mướn không mà hầu 12 tuổi mà tới ngày mà cầm cây bông bóng mà bán 1.000-2.000. Cây bông bóng mà tao bơm liếm lợi đi bán. Cầm cây bông bóng đi bán luôn á. Kiếp gia đình hỏi Tiền ơi, nó hỏi gì mẹ. Nhà mình hết gạo rồi con ơi. Để con mua gì ở trước này cho 10 kg. Mẹ về đi là con lậu vô liền. Nó lậu vô liền đó chú. Chứ mình điện lần nào mà chị bệnh dọn. Mẹ con khóc, khóc dữ quá trời. Thì hiện tại là còn hai người con của chị Tiền nữa. Thì hiện tại là đang ở đâu cô? Đi học. Đi học ha. Đi học mãi. Đứa 9 tuổi, đứa 7 tuổi. Là hiện tại là ai là lo người lo cho bé? Bà nội. Bà mình nội là bên lương của anh Tiền đó, là bà nội giữ luôn cho hai bé đi học. Lương bị bệnh tâm thần đó. Dạ, 1 tháng 500 tư. Dạ. Dạ. Thì lương thì để bà giữ, nhưng mình đi bán như có thì lo thuốc men. Hai nữa có dư á, chút đỉnh rồi lo cho hai đứa cháu thêm. Mấy cháu nó có qua đây thường không? Qua đây chơi thường không? Lâu lần lần. Dạ. Mà cấp nó vô bệnh viện á, bắt nó ở lại á, bây lớn này bắt nó khóc như vậy chết, mình cũng khóc theo lên tay luôn. Thì tớ xuống dưới lo giấy tờ vô cho nó nhập viện, tới trong dạng mới đưa nó về tới nhà. Nhưng một người bà kia bà lo bên kia, mình lo bên đây. Nó thì thằng chồng nó không quan tâm, nó nhậu là cũng muốn khùng theo nó này luôn. Nhậu quá rồi, tống hài. Nói chung là cái người đàn ông là chồng của chị là không có mà lo cho gia đình đúng không? Dạ. Không có lo, chỉ là ăn nhậu thôi. Ăn nhậu không à. Còn chị thì cũng lo kiếm tiền mà kiếm tiền tới con. Bây giờ mà tới đến nỗi mà bị điên luôn á. Dạ. Gì con? Đây nè. Đâu có đâu. Mẹ đi đốt nhang nãy con bỏ đó. Đốt nhang này hả? Chút đi học về mẹ, mẹ đưa chú kia giúp vô liền cho con. Chú nãy chạy xe chở mình đó, chú giúp hai đứa đi học. Con hỏi đây ngủ đi. Là con không có cho bà và chồng con đi tới cái lui nữa. Không, con ngủ đi chút mà. Chú nãy giúp con à. Rồi, rồi, ngủ đi chị, ngủ cho mát, ở đây mát nè. Ngủ đi chị. Nãy chị uống thuốc rồi hả? Vậy là chút xíu với hai đứa con chị Tiền lại nha. Xíu kêu chú kia dưới là đi học. Mẹ bảo con chờ đi. Con ngủ đi cơm. Ngủ đi. Chút xíu dưới kêu cho con. Dạ Tiền. Con mở dưới. Nhớ mày vậy đó. Chúc con ăn. Cũng xin chào quý bà con và khán giả. Thì hôm nay anh em cũng đưa chị Tiền về tới nhà gặp mẹ rồi. Thì niềm vui của mẹ cũng rất là mừng, khóc luôn đó khán giả. Thì Lê Thanh cũng sẽ gửi 500 ngàn của chị Ấn Danh Hữu Pháp cho cô để dành mua thuốc cho chị Tiền uống. Và dạ, tại vì tôi từng sống với mẹ tôi, tôi sẽ tin tưởng cho mẹ tôi. Của chị Ấn Danh Hữu Pháp nha. Dạ. Cô. Còn hai đứa gái tôi là chồng tôi nuôi ở ngoài ngoại. Ừ. Giá chưa đầy cho tôi. Rồi chút xíu nha, đón hai đứa con chị về ha. Chị cũng cố gắng uống thuốc vô nghe cho mau khỏe chứ đừng có đi nữa nha. Đi cái mẹ chị kiếm, mẹ chị khóc nhớ chị đó. Tết tới rồi, ở đầu anh em đoàn tụ về nữa. Rồi Lê Thanh xin cảm ơn khán giả đã theo dõi một đoạn video. Cũng cảm ơn. Dạ dạ. Dạ cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân, đó là chị Ấn Danh ở Pháp. Để nhờ Lê Thanh chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Thì số tiền đó để dành mua thuốc cho chị Tiền nha cô. Lê Thanh xin chào ạ. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.